mình thấy rất là vui và hạnh phúc khi thực sự được sống với đam mê và với cái niềm vui thích của mình. Thì một trong những cái đam mê của mình đó là đam mê về yêu cây cối, và với cái mong muốn là mang được các cái cây đi xa, mang được các cái cây đến với những người yêu cây yêu hoa. Cho nên là cái niềm vui mà mình nhận được mỗi ngày đấy là sự hài lòng của các khách hàng của mình khi mà họ nhận được các cái cây đẹp, hoặc là các cái cây đấy nó sinh trưởng phát triển và họ yêu thích điều đó. Và ngoài cái niềm vui động lực đấy thì mình còn nhận được rất nhiều các cái bài học qua các cái câu chuyện nói chuyện với các khách hàng, hoặc là qua các cái cách mà các khách hàng ứng xử phản ứng với các cái tình huống, thì nó cũng cho mình nhiều các bài học. Và một trong những cái động lực khác ấy, để mình có thể vượt qua được các cái khó khăn trong cái việc mà thực hiện cái đam mê của mình, thì đó chính là những cái bài học mà các anh chị khách hàng của mình dạy lại cho mình trong khi quá trình tiếp xúc, giao tiếp với họ. Cái bài học này thì có thể là liên quan đến kinh doanh, nhưng cũng có thể là những cái bài học của cuộc sống. Ví dụ như là một trong những khách hàng của mình, khi anh ấy đặt hàng xong thì mình cũng vào trong profile của anh ấy ở Zalo để tìm hiểu. Và mình rất là ấn tượng với một cái bức hình mà anh ấy xếp hình trái tim nhặt từ các cánh hoa của cây hoa lộc vừng. Và sau đấy rồi chị vợ đứng ở giữa là cười rất là rạng ngời, hạnh phúc. Và mình thực sự rất là ấn tượng cái đấy. Và chính cái bức hình đấy thì đã để lại cho mình cái dấu ấn rất là sâu sắc. Và thứ nhất là mình cảm thấy rất là hạnh phúc với niềm hạnh phúc của anh chị. Hai nữa là mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ cả anh và cả chị luôn. Thế cho nên là trong cái quá trình mà kiểu phục vụ cái đơn hàng cho anh chị là mình rất là khe. Và sau nữa thì sau khi mua hàng xong thì còn học được nhiều các bài học khác nữa. Và chính vì những kiểu các cái lần giao dịch như thế thì mình có những cái thiện cảm và có những mối cái quan hệ rất là tốt với các cái khách hàng. Và hôm nay anh gọi điện là anh đang có nhu cầu cái tấm bạt để trải thảm cỏ. Và mình trình bày là anh ơi, em bận lắm, em có kế hoạch thế nọ thế kia cho em thứ hai thứ ba, em phục vụ anh cái việc đấy có được không anh. Và anh ấy nói một câu mà mình rất là kết. Và sau đấy thì gọi là nhà bao việc mình cũng phải thôi, em nhận lời đồng ý giúp anh và em sẽ làm luôn. Anh bảo rằng là thôi đi cô giúp anh thì cô giúp luôn đi, đau đẻ lại còn đợi sáng trăng. Cô nói rất hay phải không các bạn? Rồi, đây là thưởng cho cái câu nói rất là tuyệt vời của anh ạ. Em đã phải bỏ hết các công việc và phải cố gắng để phục vụ anh nhá. Đây là các cái kích thước của các cái loại thảm, cái lưới mà để trải chống cỏ nha anh nhá. Nó có các cái kích thước là 1m này, chiều ngang 1m, 1m rưỡi, 2m, 3m và 4m. Chiều dài mỗi cái cuộn này là 100m. Giá thì em báo anh sau nhá. Thế còn kể cả mà cái mặt luống của anh là 1m2 thì anh vẫn phải mua cái 1m rưỡi, chứ không có cái 1m2 theo đúng cái kích thước luống của anh đâu ạ. Cảm ơn anh trai nhá. Chúc anh chị luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc ạ. Còn đợt tới mua hàng anh cứ bảo đi, chị thích màu gì chắc chắn em sẽ có một cái cây đúng cái hoa, đúng cái màu mà chị thích để tặng anh chị ạ. Cảm ơn anh chị ạ. Anh trai ơi, đã làm thôi, làm đến nơi đến chốn, ra đến ra đâu, ra ngô ra khoai thôi nhá. Thứ nhất ý, là cùng có cái tác dụng là chống để cho cỏ mọc thì có hai loại, một là loại bạc, hai là ly lông. Bạc là những cái như thế này ấy nhá. Anh chồng anh còn giỏi cái vạn lần em rồi, nhưng mà thôi, em làm cái gì, cách mình làm một việc là cách mình làm tất cả các việc khác, nên là cho đến nơi đến chốn ạ. Bạc là như vậy. Coi như đây, qua cái này chia sẻ với các bạn nữa, mà các bạn khác mà có nhu cầu tìm hiểu về cái bạc hay là ly lông để mà chống cỏ thì các bạn cũng tìm hiểu được luôn. Bạc thì nó có các cái kích thước là 1m này, 1m rưỡi, 2m, 3m và 4m. Đây là các cái cuộn mà bé, còn các cái cuộn to thì nó như kia, cái chiều dài như thế. Và ở đây là người ta bán theo cuộn,
mỗi một quận, cái chiều dài của một quận là 1 mét, còn nếu mà nhân với cả chiều ngang của nó là 1 mét thì nó sẽ ra là 100 mét vuông, còn nếu mà nó nhân với chiều ngang của nó là 4 mét thì nó sẽ ra là 400 mét vuông. Bán giá theo quận và bán giá theo mét vuông. Thế còn ni lông ấy thì là bán ni lông thì có những, đây là bà, xong để em ra cái chỗ ni lông em quay cái ni lông này. Đây là cái cuộn ni lông nha anh nhá. Đó, bóc ra thì nó sẽ như thế này này. Đấy, mảnh phủ ni nông nghiệp. Đấy, ni lông thì nó là các cái cuộn như thế. Và nó có các cái kích thước là 1m này, 1m2, 1m4, 1m6 và 1m8. Giá ở đây thì là bán theo cuộn. Và mỗi cuộn tùy theo từng kích thước của từng quận thì cái giá tiền nó khác nhau. Hiện thì mình lướt qua cái chỗ này là tổng hành dinh của tất cả các cái loại vật liệu phụ kiện trồng trong cái việc nuôi trồng trồng cây, kể cả cái hàng hạt này, hàng lá, hàng hoa và các cái dụng cụ khác nữa. Thì các bạn có nhu cầu thì vui lòng liên hệ ạ. 0977973535 bạn nhá. Thể loại trên trời dưới biển, loại gì mà cái vật liệu, vật phẩm nào mà cần thiết cho cái việc mà trồng cây, chăm sóc cây cối thì ở đây đều có. Các bạn có nhu cầu thì alo mình ạ. 0977973535 bạn nhá. Chậu lọ, thùng phân, rồi sơ dừa, rồi đất, các thể loại, không thiếu thứ gì ạ.